Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán là tài xế lái xe ô tô đâm vào cửa hàng xăng dầu khiến cho 8 người bị thương ở đường láng. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn. Đối tượng khai nhận trước khi gây tai nạn đã uống bia ở đường láng, sau đó tự lái xe về. Trong lúc điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào cây xăng với tốc độ cao khiến cho nhiều người bị thương.